Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok. Gần Tết anh em chuẩn bị tới đâu rồi? Nó vậy chứ nhanh lắm nha. Hết tháng này, sắp là còn có mấy ngày nữa là hết tháng rồi. Xong rồi 12, 13 gì tháng sau là bắt hình như là Tết rồi đúng không? Phải. Nhanh lắm. Bây giờ là đầu tiên là trước hết là sao? Chuẩn bị tiền Tết. Hay là chuẩn bị nhà ăn Tết vậy là đẹp rồi. Chuẩn bị nhà là sao? Là dọn dẹp. Nhắc tới cái vụ mà dọn dẹp thì thôi, chắc tôi chết quá. Nhắc tới cái vụ dọn dẹp thì thôi, chắc tôi chết quá, chịu không nổi luôn mà. Ghê ấy. Cho nên là bây giờ thì nói chung ở cái dọn nhà đó thì bây giờ là kiểu như là mình á, là mình không phải cái dạng mà gọi là dọn kỹ lắm, mình là chỉ quét bụi thôi, chứ còn cái đồ vật nào nằm ở đâu á thì mình sẽ để im ở đó, chứ mình không có thời gian rảnh mà không, với lại mình không có sức, không có đủ sức để mà gọi là lo hết, dọn dẹp hết mà căng lắm, không có chịu nổi. Đây, cho mình là chỉ quét bụi, mấy cái đồ nào đang nằm đâu để im đó, sao mà có bụi thì quét. Chứ còn nha, là có mấy người nha dọn dẹp nhà là kiểu vải đái lắm nha, là đồ kiểu như là nói sao ta, giống như là thay đổi, sắp xếp thay đổi. Vải đã nằm im chỗ đó có bụi tao quét thôi đã tốn hết một mớ thời gian rồi, còn thay đổi chỗ này thay đổi chỗ kia nữa, chết chết người không. Cho nên là mình không có chơi kiểu vậy được. Mình là thuộc dạng là không phải nói gì chứ mình là cũng làm biếng dọn lắm, thiệt luôn. Mình làm biếng lắm luôn. Hồi xưa mà kiểu dọn dọn này á, là kiểu nhà mẹ, ở nhà mẹ kêu ê dọn nhà ăn Tết là rồi, cầm cái chổi đi nha, bắt đầu quét gián nhện. Gián nhện là đương nhiên phải quét rồi, tại một năm là nó thường thường đóng cũng khá là nhiều. Có cái chổi mà gọi là cái cục bông xoay bự nè, anh em lên lấy dặn nó, cái gián nhện nó dính vô hết cái cục đó, sau lấy xuống. Nhà mình thì nói chung là cũng hơi nhiều, tại vì có cái vườn đó, xong nhện ở ngoài vườn đó đi vào nhà cũng nhiều, nên là nó nhện nó cũng khá là nhiều, cho nên phải quét thường. Nếu mà kiểu như là thường thường tới đám giỗ nhà đó, đám giỗ cố nhà đó thì sẽ quét, quét hết, quét một lần, xong rồi Tết quét một lần nữa. Nhưng mà nói chung nó cũng nhiều lắm, nhện là nhiều. Xong rồi cái chỗ mà bàn ghế bụi, quét bụi vậy không đó nha, mà phải mất hết 2-3 ngày luôn á, chứ không phải là bạn thấy rảnh rảnh đâu. Một ngày thứ bảy chủ nhật nào đó bạn ngồi bạn làm hết một cái nhà là thấy hết ngày rồi. Xong rồi tức là gì nữa, xong rồi bắt đầu là cây cối trong vườn. Cái gói trong vườn là 15 là tay, 15 dưa, 15 âm là mình phải là phải đi lặt lá mai đồ. Nhà mình thì mai, nhà mình có vườn mà mai thì vải đái luôn, cây nào cây nấy nó to, lá thì thôi bạc ngàn, lá thì thôi bạc ngàn luôn. Lặt hai cây mai, lặt mấy cây mai đó ngoài vườn thôi là thiếu điều muốn chết luôn rồi. Đấy, chứ đừng nói chi tới chi là còn mấy cây khác nữa. Mà cũng hên nhà cũng không có người, hên ghê luôn, cho nên là làm nó cũng cực. Cho nên là mình thường thường năm nào Tết cũng dọn sơ sơ ở ngoài, dọn nhẹ nhẹ ở ngoài, còn tất cả mọi thứ thì để còn lại bình thường, không di chuyển đồ đạc gì cả, ôi. Còn mà cái thể loại mà di chuyển đồ đạc nữa thì thôi xin cứu, không có chịu được, không có chịu nổi nhiệt phải không? Trong Tết là nó vậy. Năm trước Tết thì cũng đỡ hơn, tại vì đỡ được một cái là nó được hơn, là tại vì năm nay Covid á, nó cũng hơi hẻo. Năm trước thì nó đỡ hơn, nhưng mà năm trước xong mà bị nghỉ Tết một cái tháng quá dài đó. Hy vọng năm nay không vậy nữa. Nghỉ Tết dài kiểu vậy thì đói cơm, không có cơm mà ăn luôn bạn ơi. Ok.
hôm nay meta game này thì cũng chưa có thay đổi nhiều, nhưng mà thật ra thật ra là mình thấy con Venom này rồi nha. Bố mày thấy con Venom rồi nha. Venom Mancer ra hiệp thứ 6. Rất ư là mồi. Bài này có mồi, bây giờ anh em có chuẩn bị đớp hay không thôi. Chứ mình là mình thường thường nếu mà Venom ra sớm vậy thì mình cũng thường là mình lấy cái trước cái đi cái đã. Chút xíu đi được bộ nào thì mình đi chứ không, nếu đi được bộ nào cũng đi. Tại vì bây giờ Warlock cũng 6 Warlock cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo để có một cái top 1 đúng chưa? Rồi Venom Mancer anh em có thể đi với giả thú cũng được, hoặc là đi Insector cũng gọi là ok. Goblin cũng là nó nằm ở trong đó. Đấy. Cho nên nếu mà Venom Mancer 2 thì anh em đi được nhiều thứ, nhiều loại lắm. Nhiều thứ, nhiều loại lắm, cho nên anh em đừng có ngại. Đừng có ngại mà hold. Mặc dù nó là một con 4 tiền, hold thì nó cũng hơi tốn tiền đấy. Nhưng mà kệ cha đi, từ từ mình làm kinh tế nó tốt rồi á, thì cái việc mà bỏ 4 tiền ra để hold một con như Venom Mancer á, là một con hold một con Venom Mancer là sao? Là nó thể nằm trong cái tình trạng là một á, là bạn lấy, hai là đối phương nó lấy. Cho nên là mình lấy cái đã. Rồi chút xíu mà tới gọi là mình chọn được bộ bài mà mình thấy bài mình mạnh rồi đó, mình không cần Venom Mancer thì mình bán. Đấy, thì vậy nó dễ hơn. Còn hơn là bây giờ anh em gọi là sao, bỏ qua chút xíu kiếm không có, là cái thứ nhất. Bây giờ anh em bỏ qua nó chạy thẳng qua bộ thằng khác luôn, mà nó đúng con nó cần nữa thì thôi. Có phải là nuôi ông tay áo không? Có phải là nuôi ông tay áo không? Cho nên không được anh em hiểu không? Chúng ta phải cẩn thận hâu mấy con 4 tiền như vậy, để tránh tình trạng là nó phản chủ. Nó phản chủ. Ok, vậy là 4 giả thú nè. Mặc dù mình hâu nhưng mà mình cần xài thì mình xài, còn mình không cần xài thì mình lấy ra. Đúng chưa? Mình không có cần phải là quá bận tâm về con Venom này, dù gì nó cũng có một sao thôi. Nhưng bây giờ mình đang hết tiền. Ở hiệp thứ 8 này mà mình có 5 tiền thôi. Bạn thấy khả năng xài tiền của mình hôm nay nó xịn chưa? Gần Tết mà xài tiền nó đúng kiểu là tiền ra như nước luôn. Tiền vô nhỏ giọt cà phê luôn. Người ta chúc Tết là hay là sao đó, là tiền vô như nước, tiền ra như gì, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như nước, như cái gì mà như cà phê phin. Nhiễu không à. Đấy. Thì nó nằm ở cũng kiểu như vậy, nhưng mà nó ngược lại. Dạo này không có tích tiền được luôn, dạo này xài tiền vãi. Giống như hôm tối hôm qua mới vậy. Giống như tối hôm qua cũng vậy. Tối hôm qua đi mua đồ chút xíu hết 3 triệu sau 160 ngàn. Mua gì? Mua cái bếp ga nhà hư, mua bếp ga. Xong cái đi mua cái tai nghe điện thoại mà tai nghe dởm dởm á, 200 ngàn. Tai nghe có dây cắm sắt 3.5 á, để mà thường thường á là mình nghe nhạc với lại chơi game á, mình cắm vô mình nghe cho tiếng cho nó rõ à. Nó vậy không? Xong rồi cái gì quên rồi ta. Nhưng giờ mua gì không nhớ nữa. Đúng rồi. Cái cục sạc dự phòng để Tết mình đi chơi á. Mình chơi lô tô mình không có thường thường á là Tết mình đi chơi mấy nhà họ hàng á, không lẽ giờ vô nhà kêu cho có cục sạc không cắm cái đúng không? Không. Thôi. Ra quốc cục 15.000 mAh luôn, xong rồi để sạc đầy cái là sách theo đi chúc Tết đồ này kia, là đi vòng vòng không có sợ hết pin thoại. Có sẵn tiện được thì lấy rút ra chơi tử cũng được. Đúng chưa? Hợp lý liền. Bán luôn mua cái trứng vô. Cái trứng này mà anh em bỏ thì khác nào là anh em tự sát đâu. Tại con Venom Mancer nằm đây mà. Ra một con nữa, đưa lên hai luôn. Có con nhện, mua con nhện luôn nè. Mua nhện luôn chút xíu nè. Sâu nhện nè. Ra hai con assassin nữa là xong. Đúng chưa? Anh em thấy đúng chưa? Đúng liền chứ, đúng không? Nó phải vậy chứ. Nó phải vậy chứ.
Ôi mua nhà đầu Tết còn mua nhiều à, Tết rồi mua nhiều giống như là mua giống như là thường thường á, là mình không cần phải mua bao lì xì, tại vì đi làm á, công ty nó hay phát mấy cái bao lì xì á, mà bao lì xì đỏ đó, nhưng mà nó có in hình cái tên công ty lên trên đó, kiểu như một một phần để PR đồ này kia đó. Không cần phải mua bao lì xì, nhưng mà kiểu như mình á thì mình thích mấy cái gọi là nó màu mè hơn chút xíu, không mình đi mua bao lì xì cũng được, giống như là lì xì cho ông bà nè, xong rồi lì xì cho em nè đó, mấy cái bao lì xì nó đẹp đẹp một chút. Ê, giữ kiểu như đẹp mà mấy bao lì xì mình mua báo xịn nha, có mấy cái bao lì xì mà lên tới giá khoảng chừng 2.000 một cái, 3.000 một cái luôn á, xịn không, xịn sò luôn, mà bao lì xì xịn tới mức mà 2.000 3.000 cái lên em biết cỡ nào rồi đó. Xong rồi bánh trái, thôi mình ơi, năm nào cũng vậy, Tết tới là đủ thứ để lo hết, mà kệ, không có Tết cũng cũng buồn, có Tết vui. Nhưng mà giống như Tết năm trước thì hơi 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 buồn thiệt, tại vì nói chung cũng cũng không cũng nghĩ nhiều á, mà không dám ra đường sợ bệnh. Năm nay thì chắc đỡ hơn năm trước rồi, tại vì Việt Nam mình nghe cũng ổn ổn, chứ gặp bên nước ngoài thì thôi xong toang mẹ nó luôn rồi, khó quá nhỉ. Rồi banh xác rồi, thua nữa ta. Sao thua kỳ, thua con Heaven Bummer nữa, lạ lùng thật sự, đùa. Khó thật, cái này đáng lẽ là mình bán cái này đi nha, hồi nãy lấy Doom là được rồi, không được mà nãy lấy Doom thì không có để Kira vô được, nói chung là lấy này bỏ Kira vô cho con Venomancer, chờ con Venomancer 2 thôi. À, anh em hôm nay anh em nếu mà anh em đi Venom chắc anh em đi Inceptor đúng không? Nếu mà anh em chưa tìm được Inceptor anh em có thể đi Kira giả thú cũng được. Kira giả thú khởi đầu xong rồi về cuối, tại vì Inceptor nó là những con khá là mắc tiền, những con khá là mắc tiền giống như con nhện nè, rồi Thorn Creator nè, là những con 4 tiền, cho nên về cuối kiếm nó mới dễ. Còn lúc đầu thì thôi cứ mình chơi theo kiểu sáu giả thú đi, sáu giả thú đi. Rồi cái chút xíu nữa mình kết hợp với lại bộ Inceptor sao? Không có cái gì, không kiểu không? Cái game này nó phải quan trọng cái quá trình nữa chứ không phải cái kết quả không. Quá trình của anh em sao? Không phải kết quả anh em được top mấy, top 1, top 2 thì anh em là hay đâu, không, cái quá trình nữa. Cái quá trình đó là sao? Là anh em giữ máu giai đoạn đầu. Không phải gọi là chơi giai đoạn đầu sao, giữ máu giai đoạn giữa game như thế nào, về cuối game anh em xoay bài ra như sao nó mới hay chứ. Còn mà chơi mà kiểu mà vô cứ ninh ninh bộ mà đi hoài thì cũng hơi khó, cũng hơi khó. Đối với mình đó thì cái quá trình nó quan trọng lắm, quá trình nó quan trọng, về cuối game anh em sẽ nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Trong khi là nếu mà anh em mà kiểu như mà để nó gọi là nó rơi tự do cũng khó, cho nên phải nằm trong vòng tầm kiểm soát chút xíu. Thằng này rồi, thằng này Hunter mạnh quá à. Hunter vô này mạnh mà, mình nói rồi Hunter xấu Agent thì khó chơi lắm, khó chơi nó lắm. Hunter vô này mạnh nè à, cho nên mà nếu mà anh em đi gọi là Hunter mà có Agent nữa đó, xấu Agent nữa thì thôi gần như là không có có một cái gì gọi là có thể chịu đựng được hết, tại vì tại vì là Venomancer 2 hay nhỉ, nó ra đúng lắm luôn á. Này 43 tiền nè, bạn thấy mình đâu có mất đồng lãi đâu, mình vẫn có 4 tiền lãi, mình up được Venomancer 2 nữa, quá ngon, quá ngon luôn, quá ngon luôn, chứ không phải là ngon thường nha, cái này mình phải nói là quá ngon luôn. Hiệp thứ 14 của Venomancer 2 anh em nghĩ ngon không? Ngon, ngon, ngon từ thịt, ngọt từ xương luôn, mà còn hơn bột cano nữa. Thấy là anh em thấy sướng liền à, đột nhiên cái anh em thấy sướng liền à. Mà con này chưa có đồ, tại vì chưa có tóc đánh á, cho nên mình chưa có làm cái dao cuồng chiến được, dao cuồng chiến được, cho nên mình phải đánh từng đường target, nhưng mà vậy cũng đã quá đủ rồi. Vậy cũng đã quá đủ rồi, bây giờ chỉ cần mà nó sống được là tốt. Bây giờ phải làm một cái team búp cho con Kira này, nó đánh đấy, búp cho con Kira này đánh. Giả thú mình lấy trước đi, còn mấy cái con Inceptor á, chừng nào ra mình mua, con nào ra mình mua con đó, nhưng mà bây giờ chưa ra thì từ từ bình tĩnh, không có gì phải gấp hết.
anh em không, không có gì phải gấp hết. Bây giờ mình có 1, 2, 3 con, 3 con này có thể là búp cho con kia ra. Thì nói chung không phải nhiều, nhưng mà thật ra ở level 6 này thì nhiêu đó là đủ rồi. Nhiêu đó là đủ rồi, chờ đi chút xíu nữa mình lên full level đi. Lúc đó con Kira của mình sẽ rất là mạnh. À, sẽ rất là mạnh, mình tính toán hết rồi. À, mình tính toán có chủ đích hết bạn, chứ không có làm gì mà dư thừa đấy hết. Hồi máu nè, rất tốt. Con Unicorn thấy vậy chứ là cũng là một trong những con mà anh em có thể chơi giai đoạn đầu rất là mạnh. Tại vì nó hồi máu rất là nhiều nha. Mỗi lần là một lóng là cũng có thể luôn á. Cho nên là con Unicorn á, như nếu bạn chơi gọi đi giai đoạn đầu mà bạn lên 3 sao á thì thôi. Lúc đó team bạn khỏe lắm, khỏe lắm. Mình có một cái video mà Unicorn 4000 dam á. Một mình gánh luôn mà, một mình gánh luôn, xịn. Mới đây à, chứ không phải lâu đâu. Mới đây à, anh em lục lại coi đi. Coi mấy video cũ anh em sẽ thấy Unicorn 4000 dam. Xuất sắc. Ra thì mình mua bạn. Đời đưa thì mình đẩy thôi. Mà đời đưa thì mình đẩy thôi, ngại gì? Ngại gì nữa? Trời ơi, đưa trứng thì mình xúc thôi. Trời ơi. Nè mà bạn không, bạn mồi trứng cũng được. Nếu mà bạn để trứng ở trong hàng dự bị của bạn thì khả năng mồi trứng ra có lắm nha. Nó dễ ra nữa lắm luôn á. Nó dễ ra nữa lắm luôn. Chưa, thằng này đi God à? À không. À không, không phải God. Này đi Galaxier rồi. 4 Galaxier tăng. À chắc là cũng có Eco thêm chút xíu nữa. Mạnh đúng không? Mạnh đúng không? Ăn mình luôn mà không mạnh sao được. Trời, tự nhiên buồn ngủ tới. Mình là hay bị cảm giác buồn ngủ nha. Mà buồn ngủ của mình không phải là cái dạng buồn ngủ mà buồn ngủ theo cái kiểu mà từ từ nha. Từ từ nó diễn ra đâu, không. Nó buồn ngủ theo cái dạng của mình là nó ập tới, giống như là nó đập vào mặt bạn vậy đó. Búp một cái là bạn sẽ gục xuống liền, ngủ liền. Mình mà đã buồn ngủ rồi thì thôi, không biết mình đang cần làm gì. Hồi trước á là đi đi làm, đi xe Honda đó. Là thể loại mà đi làm sớm với lại về mà trễ quá bị kẹt xe đó. Là mình hay làm sao là thôi mà dừng xe lại, lên lề, nằm trên xe ngủ luôn cho nó sướng. Ơi, chạy chi kẹt xe chó mệt. Nó không kẹt xe mà cũng có đi được đâu, lên lề luôn, dừng xe lại, nằm trên xe ngủ. Ê, vậy đi cho nó thoải mái mà đỡ an toàn cho mình nữa. Dạo này thì ít buồn ngủ hơn rồi, dạo này ít buồn ngủ hơn rồi. Tại vì dạo này nó cũng cũng có kẹt xe chứ không phải không, nhưng mà nó tại vì nó có một cái đường tránh, mình đi cái đường tránh hơi xa một chút nhưng mà nó chạy được. Nó chạy được. Chứ còn mà giống như là nhiều ông kêu buồn ngủ mà kiểu đi uống cà phê vô, đối với mình thì không có tác dụng. Thật sự luôn, cà phê nào cũng vậy thôi, không có tác dụng là không có tác dụng. Uống vô, ngủ. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh, what the fuck? Ra thêm gấu, ra thêm con này nữa luôn. Ra thêm con bò cạp đó luôn, bây giờ làm cách nào đây? Mua thôi chứ sao? Đột nhiên cái không được, chưa đủ 6 giả thú. Phải để Kira chứ. Phải để Kira chứ. Để cho Kira nó nhận, nó búp cho con Venom chứ. Cho nên là con Venom dạo này chưa có đồ. Cho nên mình bắt buộc mình phải để Kira, chứ không lấy 6 giả thú cũng được. 6 giả thú tăng sát thương rõ tay thì cũng ghê. Cũng ghê. Nhưng mà con Kira này thì phải có đồ cái đã, đặc biệt là dao cuồng chiến là cái đó là đầu tiên cái đã, hoặc là không còn dữ hơn là rìu cuồng chiến. Chứ còn mà không có đồ đạt gì hết như vậy thì cũng không ăn tiền lắm, thấy không, cũng bị đập vào mồm. Thấy bạn thấy vậy chứ bạn thấy hai sao bạn thấy ngon vậy chứ cũng bị đập vào mồm bình thường à, không có gì đâu. Mình bảo đảm luôn, Venomancer bạn không có đưa đồ cho nó thì về cuối không có gì chơi. Venomancer 2 không có đồ là nghe thấy không đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đưa vào không đưa được cái gì cả. Không đưa được bất cứ cái gì cho Venomancer ngay tại lúc này cả. Cái gì phải có đặc biệt là dao cuồng chiến cái thứ nhất nè. Xong rồi nếu mà được thì có thể lên kiếm rít cũng được. Hoặc là thêm một cái gậy gai. Nếu mà mặt nạ vàng. Ôi tuyệt vời. Mặt nạ vàng là một những cái trang bị mình rất là tâm đắc nha. Mà tâm đắc mà không phải dạng tâm đắc thường mà gọi là tâm đắc nhất luôn á.
mấy con mà tay ngắn của mình, tay dài gì của mình á, mình đều đưa con cái đói vào hết. À, mấy con nào mặt nạ vàng nó sử dụng được skill mà đúng không? Gấu hai được em, sử dụng được skill thì mình xúc thôi. À, mình đưa rồng cũng được luôn, Berserker cũng được luôn, Sarac Lancer cũng được luôn, Venomancer, bất cứ con nào mà mình có thể lên được mặt nạ vàng mình đều lên được cho nó hết luôn. Tại vì cái mặt nạ vàng nó mạnh lắm nha, mình đánh giá cái mặt nạ vàng 9,5, rất xịn, chứ không phải giống như mấy cái trang bị khác còn lại. Hồi trước á, là mình hay lấy cái búa băng hơn nhiều, cái búa Thor, búa Mjolnir hơn nhiều, nhưng mà sau khi búa Mjolnir bị nép sức mạnh á, từ đó là mình không có xài búa luôn. Mình chỉ lấy mặt nạ vàng thôi. Hồi trước là dừng lại ở cái mặt nạ đỏ là ngon rồi, là ngon rồi, nhưng mà cái búa nó bị nép sức mạnh quá quá đáng. Gậy gỗ đây rồi, bây giờ tao mới có cái dao cuồng chiến nè, bây giờ khác rồi nha. Ngay tại lúc này là mình xịn hơn rồi đó. Ngay tại lúc này là mình xịn hơn rồi đó nha. Hồi nãy khác, bây giờ khác rồi đó. Venomancer bây giờ là gọi là một trời một vực luôn rồi đó. Đập là có tiền các bạn. Venomancer bây giờ đập là lấy tiền nha. Thấy chưa nè, bây giờ coi nè, hết hiệp này cho bạn thấy sức mạnh nè, lấy cái này luôn, ép cái quyền trưởng mãng xà luôn, đưa cho Venom luôn, tăng là cái độ chống chịu. Hồi nãy có thấy thằng có đi phép nè, đó nè, bây giờ đập nó khác liền nè. Ôi cái gì vậy trời, vừa vô bị trói rồi cái rồi giờ sao chơi nữa, rồi bị hóa chim cánh cụt, đời đen như chó mực vậy, hết bị cái này tới bị cái kia, trời ơi hết chiêu cuối luôn, xong cuối cùng đập không nhanh nổi luôn, rồi lại hóa chim, what the fuck, điên rồi, điên rồi. Cái chuyện này thật là điên rồ. Đập nè, mày xạo hả? Mày tưởng vậy là mày ngon. Úp cấp thôi. Cái này úp úp 8 luôn. Trời ơi, cái này úp 8 luôn để 6 giả thú vô. Lỗ một tiền thì sao? Đối với 6 giả thú thì một tiền đối với mình nó không quan trọng luôn. Lấy được 6 giả thú là ngon rồi. Bây giờ nè, coi Venomancer 6 giả thú là nó được cái nó tăng sát thương cũng 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 nhiều, nhưng mà nó ngon nhất là sao cái đòn cái sát thương trên đòn đánh tay á. Trên mỗi đòn đánh á rất xịn, mà cái thằng đầu bảng này, nó level 9 rồi. Xong rồi nó còn chơi thêm một chuỗi mười mấy trận thắng nữa. Tiền nó để đâu cho hết trời. Gì đây? Hoa đá. Hoa đá nè. Hoa đá nè, thì biết là mày có hoa có spirit là tao sợ đấy, nhưng mà mày lên được 4 spirit đi rồi mày tính điện với tao, chứ còn không là cút liền. Làm gì có cửa bạn. 4 spirit thì còn nói chuyện được với mình, chứ còn hai con thì thôi. Hai con thì thôi. Không có cửa. No door. Mà còn dữ dằn như trời. Úp con này lên 3 sao nè. Giả thú mà, giả thú úp lên 3 sao chuyện bình thường. Đưa con này vô. Rồi, từ từ, gấu 3 nữa là đẹp. Gấu 3 nữa là đẹp. Không vậy đâu, 6 giả thú giờ này nó mạnh mà, mình nói rồi, cái bài nào á mà nó đứng im trong những cái meta giờ còn là trước đó, là meta trước là nó cân bằng lại rất là nhiều team. Mà thường á là team nào mạnh quá nó mới cân bằng lại. Còn ít có khi nào team nào yếu quá mà theo kiểu nó nâng lên lắm không. Nâng lên rồi nó thải lại, nó thành lại mạnh quá. Cho nên là thường là vừa nép một số bộ mạnh thành yếu trước cái đã. Xong còn những cái bộ nào mà nó không không có bị chỉnh sửa quá nhiều trong thời gian update trước á, là nó lúc nào nó cũng kiểu giống như là nó đứng im tại chỗ, mà mấy thằng kia nó lùi lại. Nó lùi lại thì có khi nó lùi sâu hơn thằng đứng im tại chỗ nữa. Cho nên là thằng đứng im tại chỗ đang rất là mạnh, giống như bộ giả thú nè, đã từ lất râu rồi. Đã từ rất lâu rồi, nó không hề có một cái chỉnh sửa nào. Trừ từ cái lúc mà nó chỉnh sửa cái 6 giả thú á, trở thành cái sát thương trên đòn đánh á, thì nó bắt đầu nó dừng ở đó rồi. Nhưng mà tới bây giờ nó vẫn mạnh nha. Mặc dù sau đó có nép sát thương một hai lần gì đó, nhưng mà tính ra nó cũng không đáng kể lắm. Nó cũng không đáng kể lắm mày hiểu không? Gồng nè, đập.
Trời ơi con The Saw 3 sao. Điên rồi. Điên rồi. Riết là thế giới này loạn hết rồi. Nhưng mà bạn biết rồi đó, nãy là mình ép cái con Venomancer mình có cái quyền trưởng mãn xà. Chi? Để đánh với mấy thằng phép này nè bạn. Để đánh với mấy thằng phép này nè. Còn trong team thì cứ lên đường thôi. Gấu ba luôn, được nha. Rồi bán hai con ruồi đi chứ chợ gì nữa nha. Đúng không? Bán hai con ruồi đi. Tại vì có 6 giả thú rồi, có gấu ba luôn, có unicorn 3 sao rồi, làm gì được nữa. Cho nên là bán hai con này đi, kiếm mớ tiền, up thêm cấp nữa, up 9 cũng được. Up 9 bây giờ thì up 9 bây giờ cũng căng đấy. Cũng căng đấy, cũng chưa biết đi bỏ con nào vào, nhưng mà mình thấy có hai cái trứng ở đây. Người truyền thuyết người đàn ông hai trứng mà bạn đâu. Rõ ràng nó sẽ có hai trứng nằm đây. Được. Được. Thẹt nước quá. Không mà dạo này nếu mà bạn buồn ngủ á, giống như ai mà giống mình mà uống cà phê mà theo kiểu mà nó không tỉnh dậy được á, bạn quất một lon Red Bull cho mình. Tỉnh len. Red Bull nó vậy chứ có nó có cái khả năng mà làm cho bạn bừng tỉnh liền á. Nhưng mà nó hơi hại sức khỏe đó. Mà tóm lại là uống cà phê nhiều cũng đâu có tốt, kiểu uống nước ngọt nhiều cũng không tốt, uống cà phê nhiều cũng đâu tốt. Thật bầu bầu, nếu mà bạn đi bác sĩ á, là bác sĩ khuyên bạn á, là kiểu giống như người già mà kiểu như hoặc là theo kiểu mà hay thức khuya rồi á, đừng nên uống cà phê, tại vì nó ảnh hưởng tới cái gọi là tim mạch với lại huyết áp á. Không uống cà phê là không phải là uống cà phê nhiều, uống cà phê dừa thì nó được à, chứ còn uống cà phê nhiều quá không tốt đâu. Mà mình uống cà phê nó không có tác dụng, phải không? Nó bị lờn hay sao? Hồi trước thì mình đi học sáng thì mình cũng có uống cà phê, nhưng mà tại vì cái quán ngay trước trường của mình thì nó lại hay có một cái là sao? Ly cà phê ổn mì 15 ngàn. Mà ổn mì nhiều thịt lắm nha. Ổn mì đó là mình nhớ là ổ bánh mì gà nướng xé. Ôi ngon lắm. Xong rồi nếu mà bạn đổi bánh mì thịt quay thì bạn sẽ cho thêm 2 ngàn nữa. Còn gà nướng thì có 10 ngàn thôi. Với lại ly cà phê 5 ngàn nữa là 15 ngàn. Nhưng mà cứ thằng nào cũng ra vậy, cho con ổn mì ly cà phê coi. Nên là ở trong á là bả hoài bả bán bánh mì, ở trong là có người bưng cà phê ra là xong. Nuốt ổn mì vô uống ly cà phê xong rồi vô trường. Là đẹp luôn. Chuyên gia luôn mà. Mấy tao ra ngoài đó uống là gọi là tập hợp đầy đủ, gọi là bá quan dân sĩ đó luôn. Là trong trường có gì ra ngoài đó biết hết. Biết hết. Thầy cũng uống ở đó, hiệu trưởng luôn nha, hiệu trưởng sáng sáng ông đi làm cũng ngồi đó uống cà phê, tụi mình cũng ra đó uống luôn, đấy, chơi luôn, uống cà phê với thầy luôn mà, chơi luôn, đấy, nên là ra đó ai cũng uống, bà đó bán cho cái trường của mình không là cũng biết bao nhiêu tiền mỗi ngày luôn á, phải nói là biết bao nhiêu tiền mỗi ngày luôn, cứ ra cà phê, ly cà phê ổn mày rồi xong. Thằng thầy cũng nuốt vô, thằng trò cũng nuốt vô, xong rồi đi vô trường thôi. Mà hay có cái là sao, mình cứ ngồi đó hoài mà mình ngồi theo cái dạng là ngồi bị lì á. Mấy ông thầy đi vô hết rồi, nguyên đá học sinh ngồi hoài mà người ta đi vô học rồi đó nha. Mà mấy ông thầy hồi đó cũng vui, trường mình hồi đó cũng vui lắm, thầy trò nó gần gũi lắm chứ nó không có xa cách lắm, cho nên là thường thường là mấy ông vô có nói mày cúp ha, nó không. Em không có cúp mà em tiết 2 mới vô. Không đưa đồ cho Venomancer. Mà bạn thấy cái hiện tượng lạ gì chưa? Ba trứng mà một Venomancer, vậy bạn nghĩ sao đây? Bạn biết ba trứng là để dành cho ai rồi đúng không? Bạn biết ba trứng là để dành cho nhân vật nào rồi chứ gì? Mình biết chứ, ba trứng là để dành cho cái nhân vật đó đó. Trời ơi, cái nhân vật mà chúng ta sẽ, chút nữa chúng ta sẽ thấy đây. Quá nhiều đồ. Ôi sao 83 tiền dữ vậy trời, ở đâu ra nữa vậy?
cái thằng kia còn 20 chuỗi thắng mà. What? À, không lẽ mình đánh cái bóng mình lấy được tiền? What? Vậy luôn. Cái đánh cái bóng lấy được tiền luôn hả? Ôi, quất một cái từ mới lên level 9, quất cái lên level 10 luôn nè. Xong, bây giờ gặp lại nè. Thằng level 9 đánh thằng level 10, thở không nổi nè. Ồ không, ủa, cái này hiệp quái hả? Ok. Ok, ok, vậy là thôi. Hiệp sau là level 10, đánh level 10 rồi. Thằng đó nó không có cái, ồ. Bây giờ RO hoặc là mảnh minh hồn. Chắc là lấy mảnh minh hồn, ép cái búa xét đi. À, tại thằng kia nó đi Kepler Warrior đúng không? Mình biết mà. Nếu mà mình lấy RO cho Dark Spirit bây giờ đó, Kepler bên kia nó chết cụ liền. Chứ sao không? Mà thôi, chơi như vậy thì nó không xanh chính. Dồn đồ cho Venomancer. Ờ, vậy nó mới xanh. Nè, đó, 10 nè. Xong rồi để con Venomancer vô, tại biết sao? Hai Insector. À, nên nhớ là mình có tới hai con Insector lận. Cho nên là con Venomancer này á, nó sẽ làm cho nó gọi, nó triệu hồi ra được một con bộ Insector khi con Venomancer này chết. Đó, một sao chết, trời ơi là, ô, con nhện hai. Được, được, được em ơi. Có 586 đam à. Nghe cũng ít nha, 20 tiền vào mồm. Sống trong vương giả, một phát kiếm được ba mươi mấy tiền luôn. Trời ơi, sâu 2, được, nãy giờ mới có sâu 2. Nhện 2 luôn, nuôi luôn, nuôi luôn. Nuôi, bố mình nuôi hết. Ôi sao, một trận nuôi hai team luôn. À, một team 6 giả thú, một team Insector luôn. Mình giàu mà. Cái thằng đầu bảng nó tích tiền nãy giờ để nó chờ mình. À, nó chờ mình tới lấy. Thôi thà tội nghiệp thật sự. Thật sự luôn, nó tích tiền nãy giờ để nó chờ mình tới lấy mà. Lấy một phát được 20 tiền luôn. Mua luôn, mua hai con này luôn. Ghê không, sang chảnh mà. Bây giờ đổi nè, lấy 6 giả thú ra đổi Insector vô nè. À, mình chơi vậy mới được bạn, đổi nè. Bây giờ nãy là mình lấy ra, bây giờ mình lấy vô đổi lại. Đấy. À, 4 rồi đúng không? Ui vẫn còn là 4 giả thú. Ui cũng ghê chứ bộ. À, nếu mà tính ra 4 giả thú như vậy là cũng xịn đó bạn. Vậy cũng tăng đam dữ đó chứ không. Nhưng mà thôi, đưa Insector, đi Insector nè. Đó, nó triệu hồi ra kìa. Nhện 3, sâu 3. Gì tùm lum. Ôi. Ô, 55 máu. Ô. 21 con hả? Ủa cái gì vậy trời? Hả? Xong. Xong, xong chắc luôn. Ôi dày rồi sao thở. Ôi dày rồi sợ thở kiểu gì. No. Thở kiểu gì được rồi ơi. Coi nè, Venom 3 nó đánh thì thôi luôn. Cả con nhà ra đường luôn. 600 0.4 tốc độ đánh, 6.000 máu, 673 đam. Cái này thốn nữa, cái này chúng phải 20 máu nữa. 22 máu. Cũng dễ nha. Mình mới thấy nó còn 90 máu ở đây mà. 9 mấy máu, giờ còn 2 máu, 2 hiệp. What the fuck? Giỡn hay thiệt vậy? Cây nha. Cây nha. Trời ơi, khổ tâm lắm cơ. Nè, 6 giả thú, 6, 4 Insector nè bạn ha. 6 giả thú, 4 Insector, đi vậy cũng được nhưng mà nó không có triệu hồi. À, nó không có triệu hồi được. Thì nó cũng hơi buồn phiền. Mình thích cái triệu hồi, tại sao? Nó đông. Nó đông như quân mông vậy đó, cho nên mình khoái. Vậy thôi. Chứ nó không có gì đặc sắc hết đâu. Đông là mình thích rồi. À, đông vui, đông vui. Đông vui. Xịn thật. Ôi cỡ này rồi giờ hay cho đi đội hình này không? Không được. Thôi. Mình phải tôn trọng đối phương bạn không? Mình phải tôn trọng đối phương.
mình đưa vô mình giết luôn đó, một cái chết luôn cho nó đỡ đau đớn. Chứ con Venomancer 3 nó đứng một trình đình ngay chỗ này thì làm cách nào mà thằng đó nó sống được thì không biết kiểu gì đâu, mà mình còn tới 50 tiền không thèm xài luôn á. Đúng kiểu là không không thèm xài. Nghĩ 819 đam thì đánh cái chó gì nữa, rồi đánh cái chó gì nữa bạn, không được luôn á. Ok, anh em đang xem đã lại cho mình một like và đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Rồi nhớ comment bên dưới anh em sự thả tim. Rồi tham gia nhóm trên Facebook nha. Rồi cảm ơn mọi người. Hey,